Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 5 tháng 12 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nhiều trường học hoãn hoạt động trải nghiệm để phòng dịch. Nông dân xã Hùng An thu hoạch cúc dược liệu mang lại hiệu quả cao. Vì sao việc chăn nuôi tập trung xa khu dân cư ở huyện Phù Cừ khó thực hiện? Cháy nhà xưởng lớn tại thị xã Mỹ Hảo. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại trường chính trị Nguyễn Văn Linh đã diễn ra lễ khai mạc giao lưu những người yêu nghệ thuật chèo toàn quốc lần thứ 6 năm 2020. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Hội những người yêu nghệ thuật chèo, Phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức. Giao lưu lần này là sự tiếp nối thành công của chương trình liên hoan chiếu chèo mở rộng do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tổ chức năm 2016 và 2018. Trong buổi khai mạc có 20 tiết mục hát chèo của các ca sĩ diễn viên không chuyên trên toàn quốc cùng sự giao lưu của một số nghệ sĩ hát chèo nổi tiếng. Các bạn trong ban tổ chức thì hướng dẫn tận tình, chỗ ăn, chỗ nghỉ rất là thuận lợi. Thật sự là con người Hưng Yên tuyệt vời. Khi được đến hội chèo lần này, mọi người đều rất phấn khởi, vui mừng. Với nhiều nghệ sĩ gạo cội trong làng chèo, cuộc giao lưu lần này tại Hưng Yên cũng để lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Tâm tình chung một mái nhà Việt Nam đấy là một cái lời của một cố nhân đã để lại, và cái ngày vui liên hoan hôm nay chính là những cái lời chúc tụng mà để cho tất cả ngành chèo, hội hát chèo và những làng chèo, những câu lạc bộ tập trung lại với nhau để cùng liên hoan, để cùng ôn lại truyền thống của cha ông mình. Quê hương của mình là quê đất chèo ấy. Thì sao mà các em nó hát hay thế? Có những giọng hát ở đây không kém gì chuyên nghiệp cả. Đi đâu cũng thấy cái lửa, cái hồn của chèo như này, bọn cô yên tâm lắm, vui lắm. Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, ban tổ chức chương trình đã phối hợp cùng ngành y tế tỉnh Hưng Yên thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, thực hiện tốt thông điệp 5K của Thủ tướng Chính phủ. Các nghệ sĩ diễn viên và khán giả tới đây sẽ được đo thân nhiệt, khai báo y tế, sát khuẩn tay và phát khẩu trang đầy đủ. Việc chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức và sự nỗ lực thể hiện các tiết mục của những diễn viên hát chèo đã mang đến một bầu không khí giao lưu tươi vui, phấn khởi, thu hút nhiều khán giả tới xem và cổ vũ. Dự cái liên hoan tiếng hát chèo của những người yêu chèo lần này ấy, thì nói rằng là nghệ thuật chèo nó sẽ còn phát triển rất là mạnh mẽ hơn nữa. Những người yêu nghệ thuật chèo mà được đến đây, được tham dự, được xem thì chúng tôi cảm thấy là rất là vui mừng, mong muốn làm sao mà một năm tổ chức một lần. Giao lưu những người yêu nghệ thuật chèo toàn quốc lần thứ 6 năm 2020 đã thu hút hàng nghìn diễn viên đăng ký tham gia. Ban tổ chức đã lựa chọn 100 tiết mục xuất sắc nhất biểu diễn phục vụ khán thính giả trong cuộc giao lưu lần này. Cái tình yêu chèo của những người yêu chèo trong toàn quốc thì đã tụ tập về Hưng Yên và được giao lưu, được hát những cái làn điệu chèo yêu thích trong cái không gian phố hiến. Thì tôi nghĩ đây là một cái sinh hoạt bổ ích, lan tỏa trong quần chúng nhân dân để bảo lưu môn nghệ thuật chèo truyền thống của dân tộc của đồng bằng Bắc Bộ. Hưng Yên là một trong những cái nôi của nghệ thuật chèo. Nơi đây cũng đã sản sinh ra nhiều nghệ sĩ lớn tài năng của làng chèo, được ghi danh trong lịch sử sân khấu Việt Nam như Sái Ất, Đào Văn Xó, Đào Thị Huệ, Nguyễn Đình Nghị. Giao lưu những người yêu nghệ thuật chèo lần thứ 6 được tổ chức tại Hưng Yên là cơ hội để phát triển và gìn giữ nghệ thuật chèo truyền thống, một loại hình nghệ thuật đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Chương trình được diễn ra tới hết ngày 6 tháng 12. Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên, do chịu tác động của đại dịch COVID-19 và một số chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước trên 900 tỷ đồng.
Tác động của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cá nhân kinh doanh trên địa bàn, làm giảm thu khoảng 450 tỷ đồng so với năm 2019. Bên cạnh đó, một số chính sách mới cũng làm giảm thu ngân sách nhà nước trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh, như Nghị định số 100 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, làm giảm thu 300 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh rượu bia, nước giải khát. Nghị định số 114 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác làm giảm 55 tỷ đồng. Nghị quyết số 954 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân làm giảm 50 tỷ đồng tiền thuế. Các nghị định, quyết định khác làm giảm 130 tỷ đồng. Đến hết tháng 11, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trừ tiền sử dụng đất đạt 87,7% dự toán. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về tiêm chủng phòng bệnh, sáng ngày 5 tháng 12, hệ thống tiêm chủng trẻ em và người lớn VNVC chính thức khai trương và đưa vào hoạt động trung tâm tiêm chủng VNVC Hưng Yên tại số 601 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên. Đây là trung tâm tiêm chủng thứ 43 của hệ thống tiêm chủng VNVC trên khắp cả nước. Trung tâm hiện có kho vaccine gần 30 loại vaccine dịch vụ được bảo quản trên hệ thống dây chuyền đạt chuẩn GSP, phòng hơn 40 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đủ loại vaccine cho trẻ em và người lớn với giá thành hợp lý, góp phần khắc phục tình trạng thiếu vaccine, tăng tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine, kể cả vaccine không nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Với gần 20 phòng khám và tiêm, đội ngũ y bác sĩ và cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế đủ khả năng đáp ứng hơn 1.000 lượt khách mỗi ngày. VNVC Hưng Yên mở cửa từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ tất cả các ngày trong tuần, cũng như đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19 tại chỗ. Thực hiện công điện của Chủ tịch UBND tỉnh, tránh tập trung các hoạt động đông người không cần thiết, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã hoãn các chuyến đi thực tế trải nghiệm để phòng chống dịch COVID-19. Theo kế hoạch, ngày 4 tháng 12, học sinh khối lớp 6 và lớp 7 của trường trung học cơ sở Lê Lợi, thành phố Hưng Yên sẽ được trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhà trường đã tạm hoãn chuyến đi. Việc học tập của học sinh trở lại bình thường. Quyết định này được đông đảo phụ huynh và học sinh ủng hộ. Ngoài trường trung học cơ sở Lê Lợi, một số trường như tiểu học Hoàng Lê, tiểu học Hiến Nam cũng quyết định dừng hoạt động ngoại khóa trong thời gian này. Mặc dù là học sinh rất là buồn, sáng hôm sau các em ra trường thì rất là nhiều em còn khóc vì là không được đi trải nghiệm. Nhà trường đã tuyên truyền tới các em học sinh, tuyên truyền tới các bậc phụ huynh và nhận được sự đồng thuận từ các bậc phụ huynh rất là nhiều. Nhà trường cũng thực hiện thông điệp mà 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung đông người và khai báo y tế. Không chỉ vậy, ngoài việc tuyên truyền nhắc nhở học sinh tự trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn, bình nước cá nhân, các nhà trường cũng bố trí các vật tư y tế như nước rửa tay, khẩu trang, bồn rửa tay tại các vị trí thuận lợi cho việc sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, thông tin COVID-19 xuất hiện trở lại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có nguyên nhân từ sự chủ quan của một số cá nhân cho thấy việc thực hiện nghiêm túc đầy đủ về thời gian cũng như các quy định trong công tác cách ly là vô cùng quan trọng. Đây cũng là lời cảnh báo, nhắc nhở cần thiết với mỗi cá nhân trong việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Trung đoàn Bộ binh 126 là cơ sở cách ly số 1 của tỉnh. Đơn vị đang tổ chức cách ly cho 200 công dân trở về từ Nhật Bản. Ngoài công việc thường nhật như theo dõi, thăm khám cho các công dân, thì những ngày này công tác tuyên truyền được coi trọng hơn bao giờ hết. Hàng ngày, các công dân được tăng cường thông tin về diễn biến bệnh dịch, những nguy cơ lây nhiễm, sự nguy hại khi có dịch, những quy định bắt buộc phải thực hiện cũng như trách nhiệm của người đang thực hiện cách ly. Đồng thời, các công dân cũng được khuyến cáo những điều cần thiết sau khi hết thời hạn cách ly, đặc biệt là thông tin về những trường hợp cụ thể để xảy ra lây nhiễm trong thời gian qua. Từ đó, nêu cao ý thức cá nhân, tinh thần trách nhiệm của mình với cộng đồng. Đến nay, tại đây đã tổ chức cách ly 12 đợt với gần 2.300 lượt công dân trở về từ các nước vùng dịch. Ban tuyên truyền của trung tâm luôn quán triệt sau khi hết thời hạn 14 ngày cách ly về nhà, hạn chế tối đa tiếp xúc với mọi người bên ngoài, đặc biệt là trong thời gian là tối thiểu là 14 ngày để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mình, cho bản thân và cho toàn xã hội. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Việt Hồng,
Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh cho biết, hiện nay chưa có vaccine, chưa xác định được nguyên nhân cụ thể việc dương tính trở lại của một số trường hợp sau khi cách ly và cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể đối với COVID-19. Vì thế, công tác phòng ngừa vẫn là giải pháp quan trọng nhất. Đối với các công dân trở về từ vùng dịch thì sau thời gian cách ly bắt buộc cần có thêm thời gian tự cách ly tại gia đình, đề phòng trường hợp đã nhiễm virus nhưng không biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Thực tế, hiện nay là đã có một số các trường hợp mà tái dương tính trở lại sau khi cách ly. Đấy là một cái khả năng mà lây lan ra cộng đồng cũng rất là cao. Để an toàn ấy, với cái đại dịch Covid ấy, cần phải giữ cái nguyên tắc 5K đấy ạ, là phải đeo khẩu trang nơi công cộng, phải khử khuẩn, tức là sát khuẩn tay, rồi sát khuẩn các bề mặt tiếp xúc, phải giữ được khoảng cách an toàn, ít nhất là phải có từ 1,5 đến 2 mét cái khoảng cách giữa người với người khi tiếp xúc, phải khai báo y tế, không tụ tập đông người. Thì đấy là cái 5 nguyên tắc cơ bản nhất trong cái phòng chống dịch Covid đợt này. Thời điểm này, trên địa bàn tỉnh, cũng như nhiều địa phương khác, cơ bản dịch COVID-19 đã được kiểm soát. Tuy nhiên, không vì thế mà lơ là chủ quan. Thông tin xuất hiện bệnh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy cần phải nâng cao ý thức phòng dịch hơn nữa ở mọi lúc, mọi nơi. Từ đầu năm đến nay, huyện Tiên Lữ đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gần 2.300 thửa, với tổng số gần 3.800 m2 đất ở và hơn 200.000 m2 đất nông nghiệp. Trong đó, cấp lần đầu được hơn 1.200 thửa với tổng diện tích gần 115.000 m2 đất ở, cấp đổi trên 900 thửa đất ở và gần 140 hồ sơ đất nông nghiệp tập trung ở các xã Nhật Tân, Dị Chế. Ngoài ra có trên 620 hồ sơ đăng ký biến động. Để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Tiên Lữ đã trực tiếp cử cán bộ về các xã, hướng dẫn phối hợp tốt với cán bộ địa chính và người sử dụng để hoàn thiện hồ sơ thực hiện tuyên truyền về luật đất đai. Thời điểm này, vùng trồng cây dược liệu tại xã Hùng An, huyện Kim Động bắt đầu vào vụ thu hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Năm 2019, ông Đào Văn Nguyện ở thôn Tạ Hà, xã Hùng An đã mạnh dạn tích tụ ruộng đất chuyển đổi hơn 2 hectare đất trồng lúa sang trồng cúc hoa, hình thành vùng sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm tại đây. Cúc hoa được trồng từ tháng 6 đến giữa tháng 10 âm lịch, bắt đầu cho thu hoạch, thời gian thu hoạch kéo dài từ 1 đến 1,5 tháng. Năm nay thời tiết thuận lợi, cùng với kinh nghiệm trồng và chăm sóc được, ông thường xuyên học hỏi, trao dồi nên hoa cho năng suất cao, đạt từ 4 đến 4,5 tạ hoa tươi một sào. Giá bán hoa tươi từ 40 đến 60.000 đồng một kg, từ 250 đến 500.000 đồng một kg hoa khô tùy vào từng thời điểm, trừ chi phí cho thu lãi từ 7 đến 10 triệu đồng một sào. Thời gian tới, ông Nguyện cùng nông dân ở đây tiếp tục mở rộng diện tích trồng cúc hoa, góp phần hình thành vùng sản xuất dược liệu quy mô lớn, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Thưa quý vị và các bạn, việc chăn nuôi tập trung xa khu dân cư có ý nghĩa quan trọng trong việc vừa phát triển chăn nuôi, vừa đảm bảo môi trường sống cho người dân. Mặc dù chủ trương đúng đắn, tuy nhiên hiện nay ở huyện Phù Cừ chưa có xã nào thực hiện đưa chăn nuôi trong khu dân cư ra khu vực chăn nuôi tập trung. Xã Đình Cao là địa phương phát triển chăn nuôi mạnh nhất của huyện Phù Cừ. Xã đã thành lập hợp tác xã cung cấp lợn giống và lợn thịt với 11 thành viên được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Toàn bộ hệ thống chuồng trại được các gia đình đầu tư xây dựng với quy mô lớn, khép kín và theo hướng an toàn sinh học. Tuy nhiên, 100% các chuồng trại này vẫn nằm trong và gần khu dân cư. Cách xây dựng chuồng trại bây giờ để vào một quy mô chăn nuôi khép kín bây giờ, nó quy định là bây giờ nó phải vào khoảng tầm 2 triệu rưỡi một mét vuông. Thế bây giờ mà xây một cái trang trại được khoảng tầm 4-5.000 mét vuông thì nó phải còn vài chục tỷ. Thì giờ người nông dân chúng tôi là không thể có đủ nguồn lực để mà xây dựng được cái trang trại như thế được. Sự phòng dịch không thể tuyệt đối được như nhà mình đang làm. Chỉ cần một người thôi, người ta không có cái ý thức thì tất cả cái khu chăn nuôi tập trung nó bị lỗ. Một cái mầm dịch bệnh gây nên thôi thì tất cả khu phát tán. Xã Tam Đa quy hoạch được 5 hectare đất dành để chăn nuôi tập trung. Thế nhưng một số hộ chăn nuôi lại xây chuồng trại ở vị trí không trong quy hoạch, khiến công trình xây xong lại phải phá dỡ vì xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
Còn ở xã Nguyên Hòa, đã quy hoạch được khu chăn nuôi tập trung cho toàn xã với diện tích gần 10 hectare, nhưng hiện nay mới chỉ có đơn vị là doanh nghiệp đến thầu đất để chăn nuôi, còn lại 100% các hộ chăn nuôi của xã vẫn ở trong khu dân cư. Vấn đề ô nhiễm môi trường là không thể tránh khỏi. Về cái thu hồi đất để mà thực hiện cái dự án thì các hộ này nhu cầu thì không lớn, thường thường là từ 500 đến 1.000 mét vuông. Còn cái mức độ, cái định mức mà để thu hồi đất đối với nhà nước thì quy định nó mức nó cao hơn. Hai nữa là cái thu hồi đất thì cái giá thành bây giờ thực hiện thì cũng rất là cao, nên tiềm lực của người dân thì rất khó thực hiện. Do vậy hiện nay chúng tôi vẫn chưa có người dân nào đăng ký để ra thực hiện. Trong quy hoạch chi tiết sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025, 13 xã trên địa bàn huyện Phù Cừ đã có quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư với tổng diện tích trên 75 hectare. Tuy nhiên, những diện tích này chưa phát huy được mục đích sử dụng. Để đưa các hộ chăn nuôi ở Phù Cừ ra khu tập trung theo đúng quy hoạch, cần có sự quyết tâm của chính quyền và người chăn nuôi của các địa phương, cùng với đó là những hướng dẫn cụ thể hơn nữa và sự hỗ trợ từ cấp trên. Thưa quý vị và các bạn, cuối năm tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi uống rượu bia có chiều hướng gia tăng. Đây đang là một trong những nguyên nhân chính gây nên những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh đã tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Tối ngày 4 tháng 12, chúng tôi cùng với các chiến sĩ đội tuần tra kiểm soát số 1 và 2 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh chốt chặn xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các tuyến đường thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên. Ý thức của người tham gia giao thông sử dụng rượu bia đã hạn chế nhiều. Tuy nhiên, tại một số điểm quán và trong đám cưới, tình trạng uống rượu bia vẫn còn. Trong vòng 1 giờ đồng hồ, tuần tra kiểm soát lập chốt kiểm tra nồng độ cồn các phương tiện tham gia giao thông. Nhìn chung, các lái xe đều chấp hành. Vừa qua, mức xử phạt của dùng rượu bia ấy, khi lái xe ấy, rất cao. Tốt nhất là đã lái xe là không sử dụng rượu bia, cho mình và cho người giao thông nữa. Tuy vậy, vẫn có trường hợp người điều khiển ô tô, xe máy có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép bị lập biên bản xử phạt. Hầu hết những người vi phạm đều lấy lý do cuối năm bạn bè hội họp, tổng kết, đi dự tiệc cưới nên uống vài ba chén. Các trường hợp này đều đã bị nghiêm túc xử lý. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử lý hơn 107 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 9 trường hợp lái ô tô bị mức phạt cao nhất lên đến hơn 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe theo quy định. Có thể nói, với mức phạt nghiêm khắc như vậy, theo Nghị định 100, có tính răn đe giáo dục rất lớn, nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông đã uống rượu bia không lái xe. Tất cả các lực lượng chiến sĩ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để đảm bảo về trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự trong dịp Tết, tập trung xử lý các trường hợp như là nồng độ cồn, chạy quá tốc độ và các hành vi khác được quy định tại Nghị định 100 của Chính phủ. Từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán là thời điểm người dân sử dụng rượu bia nhiều. Nhiều trường hợp uống rượu bia điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ dẫn đến tai nạn giao thông. Chính vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã mở nhiều đợt cao điểm tập trung kiểm tra phát hiện người điều khiển phương tiện giao thông đã sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Rạng sáng nay, tại tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào đã xảy ra một vụ cháy lớn. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút rạng sáng ngày 5 tháng 12 tại một xưởng chứa nhiều phế liệu của người dân tại tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử. Và khoảng thời gian trên, nhiều người dân quanh khu vực đã ngửi thấy mùi khét cùng một số tiếng động lớn nghi do cháy nổ. Khi chạy ra ngoài, người dân bàng hoàng phát hiện căn nhà chứa nhiều phế liệu đang bén lửa bốc cháy, liền hô hoán mọi người chạy ra ngoài. Mặc dù đang đêm, nhưng một số hộ dân xung quanh vẫn kịp thời di chuyển tài sản ra xa khu vực cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện tại kho nghiền nhựa, rồi đám cháy lan ra khu vực xung quanh. Bên cạnh đó, do thời tiết hanh khô và gió lớn nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, cột khói bốc cao hàng chục mét. Lực lượng cứu hỏa cũng đã có mặt để ngăn không cho đám cháy lan rộng và điều tra nguyên nhân vụ việc.